làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tăng Ni.
chứng minh cho Phật tử chúng con cũng như gia đình tín chủ đồng kinh cung dường tam bảo mô Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cho cha mẹ
vì sống là để chết, chết là để ban các thân con. Nhưng mà chúng ta thường thường không hiểu được trước đời sống chết, thành ra làm gì phải sai thật để rồi người mất và bị khổ tật. Xem làm thì phải chớ sống thì đó là điều đáng gì. Từ Đức Phật Thích Ca ra đời, Ngài đã tìm thấy và Ngài đã để lại cách thức để cầu xin cho cha mẹ, ông bà, những người thất tổ cũng như tất cả chúng sanh trong mười phương đều được giảng sanh về thực tại và thành Phật. Vì lý do đó, hôm nay tôi xin trình bày lại chủ đề sống chết để chúng ta lo cho chúng ta trong hiện tại. Vì lúc còn sống sẽ lo cho cuộc tế hơn, còn khi mà chết rồi thì còn có cái linh hồn và cái ý chí rất là mạnh mẽ, rất là nhiều và linh hồn. Mà hai cái đó thì chúng ta không tu tâm, không thấy được. Nhưng mà hàng ngày chúng ta sống do đó sự quan trọng của chúng ta đã tìm được. Thì rất là có một người cái tội đức của con người đó là tội có hiếu. Thì tâm hiếu là tâm trời, đạo hiếu là đạo trời. Còn nếu người xuất gia thì tâm hiếu là tâm trời, đạo hiếu là đạo trời. Đạo trời là sao? Là mình chỉ có một ca một ngày của mình thôi. Còn bỏ đó là do tất cả chúng sanh. Còn đó là câu bò heo chó cỏ cây. Nhiều là cha mẹ của mình không nhiều thì cái tâm đó mới rất là tâm tự nhiên. Còn có thể lúc mà cái tâm rồi thì không phải là hôm nay tôi sẽ chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là chúng ta tìm giữ lại cái thân hiện tại, chúng ta là cái hồn này nó do cái gì đó và cái diễn biến của cái sắc thân này như thế nào, từ 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 chúng ta không hiểu được, chúng ta không hiểu được. Do đó thì linh hồn chân thật mới tiếp tục. Nếu hiện tại hồn đây mà chúng ta hiểu được cái tiến trình của sắc thân thân này ngay trước này thì chúng ta sẽ bắt đầu như là chúng ta phải hiểu được. Thì cái phần thứ nhất là tôi nói về cái tiến trình của năm cực sắc còn tự thành qua sắc thân sáu căn này, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tóc. Và phần thứ hai thì chúng ta coi hiện tại chúng ta sống như nào. Thì khi chết chúng ta cũng vậy thôi, những cảnh giới mà chúng ta đang sống và những cảnh giới sau nhé. Chúng ta thường thường rất sợ cái chết. Thật ra cái chết chỉ là cái sống nối tiếp cái sống mà thôi. Nếu sống mà không hiểu thì chết sẽ buồn thật. Còn giữ rõ cái sống thì cái chết nằm trong đó, thì chúng ta sẽ an nhiên ra đi rất là chết. Đó là những điều rất quan trọng. Cái phần thứ hai là những cảnh giới mà chúng ta hiện tại đang sống và những cảnh giới sau khi chết. Phần thứ ba là cách thức tu tập để chúng ta được cầu thân theo ý muốn. Nó là đạo người đời, còn để chấm dứt cái đề cầu thân thì nó là đạo Phật. Và tự tại khi giáo hóa chúng ta cho vấn đề cầu thân thì nó là chuyên thuộc các thánh và chư Như Lai. Thì nhớ về thời gian ngắn ngắn này tôi không thể lo được hết được. Tôi nói về những cái đầu tay của chúng ta là muốn lúc đi xa muốn tới Phật thì phải đi gần, nên là chúng ta không thể từ xa chuyển niệm từ bốn đường ác qua bốn đường thiện đường ra khỏi trời. Nhưng mà mai chúng ta trước Phật phải giới thiệu và chờ phải ước đến rồi ngày giới thiệu chúng ta qua Phật thì bây giờ sự tiếp nhận của Phật đã đi lại giúp đỡ chúng ta rất là hơn. Phần thứ tư là vấn đề rất lớn nhất của người Phật tử không hiểu được cái nội dung mà chỉ làm cái hình thức thôi. Bây giờ đây hãy cách nhìn
tụ tập rất nhiều mà không kết hợp. Đó là chuẩn bị phòng thai, phòng tim, thai thân, thai nhị, phòng phước, phòng mật, phòng thọ, phòng tài. Người thờ thánh thần tịnh xá hoặc là pháp độ cha mẹ hoặc là cũng kết niệm Phật mà những tuần đức Phật là Phật Di Đà thành quan thế âm mình nào đại chiến trí được chúng ta đi rồi lại đại yên tổ hiền của ta làm tuần đức Phật cuối cùng là chúng ta thì nó sẽ nói là những điều khác. Nếu mà chúng ta hiểu thì phần thứ tư chúng ta chỉ lo cái nội dung thôi, hình thức là có nhưng mà không nhẹ thì cuộc sống cụ thể cuộc sống đơn giản thì nội có đáp quả thì nó giải thân, còn cuộc sống phức tạp thế bây giờ thì cái tâm chúng ta sẽ phức tạp, tâm sẽ làm sao chúng ta cũng đang còn phải cứ chúng ta thấy càng ngày người tu càng nhiều mà chúng ta quả thì chẳng ta sẽ càng thấy còn hồi xưa người ta đã tăng rất nhiều vì cuộc sống hồi xưa rất là cuộc sống bây giờ quá chúng ta hưởng thụ quá nhiều hồi xưa thì cái câu chuyện đó không có đồ ăn vật chất rất ít con người sống khi có thờ còn bây giờ phương tiện quá đầy đủ thì chúng ta chạy trên phương tiện chúng ta bỏ mất cái chân tâm thì nó bỏ bỏ mất còn cái phương tiện cái chuyện cơ thể không vô nữa sẵn sàng bỏ đó đủ nữa mà nếu không trở về trên con đường thực tập sự của chúng ta thì chúng ta càng ngày càng chớ nhớ càng sâu càng không đủ thành ra chúng ta thế giới gọi là con già tuổi trẻ thanh niên sinh thì mình tâm thần rất nhiều thành ra khi chúng ta trở về nội đầu tiên là phải trở về những cái trung đạo rất là an mà là mình rồi sau đó mới đi cái trung đạo của tâm linh thì tổ nó không lao nửa dần nhà phá xe gió xuôi người đời nhất thiết đủ thì sầu khổ chẳng còn gì thì chúng ta thấy được xe xuôi mua đò thành ra cuộc sống càng phức tạp mình biết trở về có người rồi thì tới cả có sao sẵn vậy biết đủ tất cả đủ đợi đủ đến qua đường biết bài học cầu an cầu siêu cầu tăng cầu thay đổi cầu biết là cầu nước cầu đạo cầu họ cầu tài rồi cái bài học những cách tất nguyên rồi tất nguyên rồi tất tất rồi gì gì là chúng ta đã được chúng ta nhận được và với những cầu đơn chúng ta còn không bị thì thấy làm sao mà nên nhớ nó bây giờ thì một cái ví dụ
chính rồi thì phải giúp tay. Mà nếu người này thật sự biết đấy, nhắm mắt là phải xô xô nó bỏ. Đó là người này không phải thương con. Thành Phật Đức Phật sau khi thuyết pháp thầy bác bảo với đầu thành con nuôi của thành Phật, mình cuối cùng sắp đến địa cầu thành Phật tự mình đi đấy. Sau khi thầy định chết khi mà chết, con lấy tay lòng thầy. Mình nói ra nó có phải là bà, nó không còn mất cái gì trong cái lòng bà hay không ta. Sau khi mà chết rồi, các người sẽ đến thoát rồi. Tức là lấy cuộc sống này. Mà tất cả đến với Đức Phật truyền thầy cuộc sống này. Cuộc đời là chúng ta sẽ ra có cuộc sống. Một cuộc sống được là những hữu dơ. Và tất cả những cái tương đương phải có tài thì có đêm, có sống thì phải có chết, có phước thì phải có tài lộc, có nợ thì phải tài, còn có là tự nhiên, tự nhiên không có gì đâu. Thế mà chúng ta là không chỉ chúng ta muốn sống hoài thì chúng ta chống lại. Chúng ta muốn giữ gìn để thấy đó cái sống mạng. Chính những cái này là quan trọng, chứ không phải sống mạng đâu. Không phải chết cho chúng ta. Sống chết cả có gì chúng ta. Nhưng mà muốn sống quả và không muốn chết thì cái đó phải chống lại cái chết mới là chúng ta. Cái ham muốn cái sống mạng, cái đó mới là chúng ta. Mà cái gì đó thì chúng ta sẽ ham muốn. Chúng ta từ cái đầu đi qua cái đầu mà biết đã là thì chúng ta phải có một người con tử là không được làm mình chúng ta thấy chúng ta làm mà không giữ là con tử mà phải nhờ thì có nói đã nên bác sĩ nên kỹ sư thì thực là thường thường đến tôi hỏi là cái đầu tiên mà phải là bác sĩ thấy bằng gì nghe mà chúng ta rất thấy một mặt ghen của ta nói là biết là cái chứ không có tôi thấy tất cả mọi người đã mình mà chính tôi đã là người làm chúng ta chúng ta đâu phải ai cũng vậy nghe người ta nói một việc gửi vào đó một cái tin một cái chứ cũng có cái đó rồi làm sao mà ta hiểu thì nó rất rõ ràng. Nhưng mà sai một năm cái đó thì nó cái đó tu học cái đó thì nó cho người đó cái kiến thức nhưng mà phải tu bác cái kiến thức thì chúng ta sẽ cho chúng ta đừng được giải cái kiến thức của họ những cái biển những cái băng của con người sơ cơ phải luôn đó một khi đã tạo được rồi trở về cái kiến thức của mình. Nếu chúng ta lấy cái một phát nghe một phát với một người nói là mình đi một chút thì bây giờ có một người ở trước mặt chúng ta đây chúng gió ngã xuống chết cái thanh hoa này có thấy có nghe có nói có gửi có đi trên thanh hoa thì chúng ta lấy ví dụ nó quá rõ mà chưa thấy hoa thì sao lấy làm sao nghe làm sao đi nhưng hiện tại sao không chúng ta lại nói là thấy một mắt thanh hoa cũng có được có cái gì có cái chứ thì chúng ta thấy con đã rồi là sao do cái sai hành mà chúng ta đau khổ biết tàn là biết bạn rất đơn giản là hiểu biết cách thức là tức là có một danh từ chánh ý kiên chánh là chúng ta biết là cùng thật kiên là hiểu biết là cùng thật đúng đắn hoàn thể rồi từ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh tới cõi trời thiên nhiên tới gặp đương nhất cha tay bất tay a la hán gần như phải hiểu một cách rõ ràng hiểu đây nghĩa là mới hiểu đây còn phải sống được thì mới gọi là như là như vậy thì sư nói về cái thấy bằng thì chúng ta cho cái ví dụ thấy rõ chúng đưa như là cái đèn điện lên cái
lương để còn thì chúng ta mà gắn bó thật ra nó ảnh hưởng nó biết điều gì bây giờ thì cô có thể đáp tay cho một chút lương để còn đi gắn bó còn bây giờ tốt lương để thì có một trăm cái vấn đề không có thì có thể là cơ quan làm phải kém sát với vùng một cái công pháp chống được vấn đề là cái cơ quan làm phải kém của linh mà nếu đó có thể đó là cái kiến nhân hòa phải còn khác không thì chúng ta nói là thật ra luôn để làm còn phải quan và phải chỉ là cơ quan làm phải kém
người dễ chịu, có người khó chịu, có người chấp nhận, có người không chịu. Mà không chịu được là cảm giác khó chịu, chịu được là cảm giác dễ chịu. Nhưng mà tại sao mình thích thế này? Tại sao cứ thế này thì khó chịu? Thì cái này cái cảm giác không phải là mình phải cái óc, mà cái óc là cái óc của con. Tương cực thuộc cái óc của con mắt để mà trả lời. Mà tư tưởng muốn trả lời thì phải nhờ cái kinh nghiệm mà mọi đã qua, kinh nghiệm kiến thức và kiến thức tập và cái chứa trong không gian, tức là chứa trong cái hồn của chúng ta, cái con kia là thức tưởng. Còn ý chí là mà ta mới mong nó cung cấp cho tư tưởng, tư tưởng mới trả lời. À, tôi nghĩ cho nên tôi không thích cái đạo, tôi thích cái óm, cái mắt. Mà thì những cái kinh nghiệm trước và để nó mới trả lời cho họ. Cũng như kinh nghiệm biết không? Thì nó có cả chất luôn, thì cái này là khó làm. Còn tư tưởng mới trả lời tại sao thì tư tưởng mới trả lời mà phải nhớ là nói được tôi thích cái màn nhạc. Mà tôi thấy một phút là màn nhạc tươi đẹp, màn nhạc rất là thì phải trả lời cho nó rất tươi. Thì cái tư tưởng này trả lời là một cái óc để trả lời. Cái óc mới là sai cái việc này đó. Và bây giờ cái ô mà phúc mà càng đẹp quá. Em nhiều người vui về cái chữ để xa xa thì cái ý chí này có thể để nó sai. Cái thân đi họ, cái miệng, cái thân đi, cái miệng họ. Thì cái ta đi thân thì thân thì gọi là những người sống. Thì cái ta có thể chỉ là sai sai của chính trị, của tư tưởng, của hai người ta. Thành ra chúng ta lấy mắt tay mũi lưỡi thân chỉ là sai sai của việc đó. Mà nghiệp phải nói tới việc là phải đụng tới tư tưởng, phải đụng tới hai người ta. Bởi vì nó chỉ là cái ước môi trong cái kho hay là nhà cũng vui và cũng có tư tưởng, tư tưởng là không như xương, không bị xương bài dạ. Thành ra ba cái này luôn luôn tính tiền rồi đổ tác mình mới ý chí này mới sai mất tay vũ trụ thành thì mới tạo ra tâm nghiệp và nghiệp hàng cái này. Mà chúng ta phải gì đó cái tiến trình của cái quá nhanh thành ra chúng ta quan sát dừng lại và đứng ngoài và quan sát một cách khách quan thì không bao giờ chúng ta thấy được không? Nó chỉ biết quá nhanh mà muốn thấy được đó thì phải sao? Phải đứng lại. Còn biết sao đó là không thấy cũng như học trò lớp ba lớp bốn cũng hiểu được rồi, một hiểu lớp ba chỉ khi nào đứng lại cũng rất là thành thật và còn một số lớp thì cũng có thể thấy thì đứng lại là thọ. Còn cải sửa thì mình hiểu đó là trần, cải sửa là phải lần mà nếu cải sửa sai thì là ác nghiệp, còn cải sửa đúng thì như là thiện nghiệp. Còn không cải sửa thì là đáng lẽ nhưng còn gì thì cái đó là thật. Đó chúng ta đã nói đi khác thì tôi chỉ giới thiệu sơ để mà nếu chúng ta không quá thì càng đè như cái vết sơ. Nếu đè một cái vết ít thì nó mạnh, vết đè mạnh quá rồi khi nó mạnh là còn mình có yêu một cái xe mà chúng ta lâu rồi mà nếu chúng ta lấy bài bóp đó là chúng ta cứ hôn hơn rồi hãy nên bỏ ra một lớn nó không có gì hết lợi trong hiện tại. Còn nếu xài lại quá trình này chúng ta có thể xa xuống địa ngục ngàn nguy cơ. Còn nó bất quá thì nó quá trước nó là một đời vô thường vô ngã và khổ tâm thật ra cuộc đời. Cái vô thường cái vô ngã là tự nhiên nhưng mà nó chắc là đó vô thường mình muốn là chân
Là người tôi càng cao thì nào,
thì nhận chất là trường hợp. Đầu nhận chất tôi đừng có sống, mỗi đất cùng xa đó là chi. Giàu xa là nhất định tiếp tư vô lý tức chứ là nào. Sao bằng hành hạ nước vào thì nhận thể không không, giải thoát dễ dàng. Thì đưa qua biển hạ nào càng tăng già học xứ đất dàng xứng. Thành ra người làm những đất người ta học là không thể lấy. Không tiền, không bỏ, không nhà, không cửa, biết tới cái không nào đó luôn. Thì lúc đó mới là thành ra còn còn không là đó thì những gì không là ý chí càng năng và tôi càng kỹ càng mở càng sâu càng sâu thì chỉ đáp bảo được rồi cái đó trước lại đó. Quá đơn giản nhưng mà nói được đơn giản không phải là dễ, nó là cái khổ cái nặng nề mà chính cái nặng nề này chắc đã nhiều lương rồi bây giờ nó để mà bắt được không có nó là không có gì, không có xác vững họ cũng đủ được thành tất cả gì đó. Tôi nói nhớ ra một là xác vững là chưa có cái không mất tiếp xúc thì đó là tiếp xúc giao tiếp, những mũi tiếp xúc trên các đường, cái mũi tiếp xúc trên các thì cái thân tiếp xúc giới chân tay từ con đi thì tất cả cái đó là sắc. Rồi bắt đầu có cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu do sự tiếp xúc của mắt tai mũi và thân đó, đó là cái biết mà chưa có gì. Còn cái giai đoạn thứ ba, cái óc mới mượn cái số tố cho ai là ra tất cả nhân vật cho mà ma nghiệp ý chí ngoài nó có tu thân tập thì bây giờ mới bắt đầu phân biệt phân tích tổng hợp bài kệ đạt điều bài những nghi thức của mình thì đó chính là cái một điều tại giờ chúng ta sống như thế cũng đủ rất nhiều nghi thức rất nhiều. Anh tin tưởng là nó có thể mà chắc chắn quá thì rồi mới ra những chi tức là nó xoáy nó cung cấp rồi bây giờ nếu phương tiện cần thì nó cả hưởng độ mà có hưởng độ thì là có đất có bước thì phải có bọn bước về mà sự trẻ phục bước về mà phải nằm nằm trong con nè bước về mà phải mà mã thì đau khổ, phước thì muốn giữ, cái đau khổ thì chạy tống nó sân. Mà phước muốn giữ là tham, mà giữ không được thì tâm, mà giữ được thì cái tâm nặng thế. Nên là chúng ta thấy cái phước cái cảnh mở này cái nào cũng được. Thì thấy rõ cái rồi. Mà người đời khi mà chúng ta được giàu mà chúng ta biết đầu lớn nữa. Còn đến thì còn biết với những người giàu của mình lớn nữa. Lên ngựa thì còn một mặt bao nhiêu các tuổi có những kỷ cái tình làm chết tôi phải làm ra con sắc giàu nằm còn quá xa quá mà một tay vẫn chưa có còn gì thành ra chúng ta sống cái hiện tại ngay bây giờ là biết muốn thích muốn biết tưởng đấy là chúng ta đấy là họ đã còn có chấp nhận tích hợp tán tay tư tiền sống hiện tại là cái kết quả của quá khứ từng thứ lúc tiếp quá khứ đã thứ đã qua lúc tiếp cũng không thì cái chuyển nghiệm ngay hiện tại những cái nhân nhân quá khứ cái hiện tại là cái gì cái từng của tôi đó là ôm cái quả xấu của họ đó tình cảm thì từ xưa các cô giáo bạn đã tình cảm phải chuyển nghiệm học được bác cái gì đó thì cái gì đó thật nhanh và hoàn toàn thì bây giờ cái quả xấu cái nhân xấu rồi cái quả hiền có thể nhân xấu và quả tốt thì con người được phải có ý chí thật mà cực kỳ mạnh lâu sau thông minh sẽ phải sửa được mọi giá chất là dường đó đó như thế nó có thể thì có thể để đi ra qua còn hiện tại đó là cái nhân cái quả từ
thì phải nhìn lại sự lỗi nhân quá khứ là cái quả nhìn lại xấu cả cái nhân xấu của cha cái giờ cái quả của họ thì cái đó là tâm hiện tại còn cái nhân hiện tại thì đeo cái nhân đó thì trong tương lai đừng có mơ mộng tương lai thì nó vô nhân cái quả nhân hiện tại thì sống tốt tương lai là sống tốt thành ra chỉ có hiện tại thì đức Phật tán thán. Nhưng ngày mai nó không phải là đạo, chỉ là đạo trời. Nhưng mà nếu không sống được hiện tại thì sẽ không qua đạo Phật. Như đạo Phật ấy thì chúng ta coi cái những người đến số một mình những cái hơi thở hít vào tâm của chúng ta thở ra những niệm Phật ăn uống không hiện tại giờ thuộc về tương giờ. Người thầy vô bỏ quá cái này là tốt. Nhưng mà còn nữa mà nếu có hiện tại là có quá khứ. Mà có quá khứ, có hiện tại thì phải có hiện tại. Tức là bắt đầu nha. Mà nếu hiện tại tốt là thì có cái tốt là trước mà nó khổ. Nói là hiện tại vừa có hiện tại sau là làm sao có hiện tại thành ra tức Phật nói thì tôi nói là hiện tại tôi vừa nói hiện tại là thứ hai của mình không phải là không phải là thành ra không có hiện tại mà cũng chẳng có mất cũng chẳng có gì mất cái này là qua rồi cái này là công ty kim cang và biết kim cang rất 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 là qua cái tâm của đạo thì phải không tất cả thì chúng ta không tất cả không có cái gì là hiện tại mình nói là hiện tại là kết quả của cái nhân quá khứ hiện tại và hiện tại là cái nhân của kết quả trong tương lai thì nếu mà thấy có hình tướng thật sự thì đúng nhưng mà cái con này tôi thấy là con phật tử thấy là con thì đây hiện tại nhưng mà qua cái mắt của các nhà điện tử đều có chỉ có những điện tử đã bỏ lại thì qua các nhà siêu điện tử nữa thì không có điện tử luôn mà chỉ có năng lượng mà thôi rất là chỉ có sức như vậy đó có hiện tại cũng chẳng có lúc cũng chẳng có tương lai tất cả chỉ là cái dòng điện tử ngay mình học sơ thôi còn cái tu của chúng ta phải từ từ ra thôi để chúng ta phải qua cái hiện tại trước vì cái này của nó là chưa là cái hiện tiền không phải hiện tại hàng quá cứ hiện tại hiện nay chỉ là hiện tiền chỉ là cái dòng nước chảy thì nước chảy là cái sao họ nó làm ra hiện tại quá cứ hiện nay là nó cái hiện tiền nhưng mà nhìn thấy nước đó thì chúng ta phải có lại được dòng nước thì không có gì đâu, nó cứ liên tục chảy mãi. Còn cái hiện tượng thì lên cao, sanh về già về bệnh về chết. Nhờ một cái dòng nước không có sanh không có già không có bệnh không có chết cái liên tục chảy. Thì cái dòng nước trên vòng này, cái còn ham muốn còn sao động sẽ tạo nên cái đời sống đó, nên cái sanh. Mà nếu chúng ta nhận nhận sanh ở là ta thì có sống có chết có đau khổ không muốn chết khổ đau sống thì muốn sống hoài khổ đau còn nếu chúng ta nhận thấy cái dòng nước là ta gây cho cái đường sống này nhận thấy dòng nước thì nó cũng thấy đường sống này dẫn cho dòng nước mà khi sống mất rồi cái dòng nước cho nó tiếp tục nó dẫn đau khổ thì cái sự sanh già chết của cái sống đó ăn vui rồi nhưng mà tôi cũng không đã xác thân ngay trong xác thân chỉ biết ngày tôi thấy được cái linh hồn của mình thế mà chúng ta ù lì thấy mà mắt nghe mà tai mũi còn cũng nói là cái tim mà chưa chết còn bây giờ mình thấy là thấy mà linh hồn nghe mà linh hồn mũi mà linh hồn nói mà linh hồn tim mà linh hồn thì chấm dứt cái sự xác thân mà chấm chấm dứt là chấm dứt cái đó. Okay, thank you.
Do nói là muốn có sự tu sửa và
làm sáu trăm con lớn và giúp đỡ tôi được chúng ta một ngày ngày cũng vẫn là có lớn là sáu trăm con lớn mới đầu chúng dòng sông đi 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 kiểu thế mà những tấm đó là những người cứ cái sự tải của chúng ta nên nó tốt trong đời mình sáu năm chúng ta thấy là nó còn nhiều lớn ăn cái này không đơn giản sau khi chúng ta sử dụng sinh vật tâm thì thấy được sức khỏe là tấm đồ này sẽ quay lại ngày bắt đầu cái đơn thôi nó nếu mà chúng ta có một máu có cô mà không thấy được đâu ta nghĩ nó không đơn giản thì là nếu như có hai cái thấy được thì sẽ thấy được thì ngày một sau hai điều đó thì ngày thành như thế này thì ngày thấy được cái tốt thử trong cái thân thấy được cái phần nước kia là trong cái thế thấy được sao không phải đón nhận được cái đó là bằng mà tôi nhất thiết ổn nhất nhưng mà trong thế này thì cái tập tiếp cái đó là thành công
Thank you.